Ok là 09. Chào mừng tất cả các bạn đến với video clip tiếp theo của Đèn hôm nay. Thì đấy mọi người ạ, thì hôm nay thì Đèn mới nghĩ là một ý tưởng cần trần. Không hề. Hôm nay Đạt đã nghĩ ra một ý tưởng. Đạt sẽ đi gọi là mặc quần áo học sinh cấp 2, đeo khăn quàng đỏ và đi trên sân quay giấy ảnh của Đạt nha mọi người. Thì đấy thì bây giờ thì nhìn bộ quần áo mặc như thế này thì làm sao mà đi trôn với anh Sa được đúng không? Thì đấy thì bây giờ Đạt sẽ biến hình mặc bộ quần áo gọi là cực kỳ chất cho mọi người xem nha mọi người. Để đấy sẽ biến cho mọi người xem. Biến đủ má. Tự nhiên sẽ biến nó không được. Đạt là phải biến lại rồi. Nhưng hiểu sao thì từ mọi lần vẫn biến được cơ mà. Hôm nay biến này làm sao nhỉ? Nào biến cái đó này mất phép thuật rồi. Nào quả này được luôn nha mọi người, cam kết luôn, uy tín luôn. Biến quay anh em nhìn này, vãi đai thật, công nhận là phép thuật của Đạt cũng không thể nào mai một được đấy. Anh em nhìn thấy chưa, quay áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ và một chiếc quần gọi là quần vá học sinh ngày xưa thôi đấy. Thì bây giờ anh em nhá, thì bây giờ thì chắc có lẽ là không gọi là lắng ngoằng hay là lươi chứ không gọi là buôn dưa leo, là bán dưa chuột, bán dưa leo, là bán dưa của ai, là bán cái gì đấy đại loại là như vậy. Thì bây giờ anh em mình sẽ gọi là cùng nhau tiếp tục gọi là đi trên gọi là tỉnh đấy, đi lên tỉnh thành phố thì mới gọi là quá như gọi là cái màn gọi là thứ lòng hay là màn chôn hay gọi là cái đại loại cái màn gì đấy, nó cực kỳ là chất thái hoặc điện so. Thì bây giờ thì anh em mình cùng let's go nha. Ok bây giờ thì đi thôi anh em. Ok anh em ơi, thì bây giờ đây này, mọi người nhìn gì chưa, mọi người nhìn theo kính chưa. Bây giờ Đạt bắt đầu cải trang nha mọi người. Bắt đầu đeo khăn quàng đỏ và đến cái đoạn này kia rồi. Đến cái đoạn Victor Z, đoạn này cực kỳ là nhiều công an. Bây giờ Đạt sẽ đeo khăn quàng ai xa, nhau nhìn chưa. Wow, chất đúng không ai. Bây giờ mình sẽ phải đi nha mọi người. Ok, được chưa. Không có logo à. Không có chặn áo sơ mi trắng kiểu này là được rồi mọi người. Bây giờ thì Đạt go nha. Không biết là điều gì đó chờ đợi Đạt. Và mọi người nhớ nha, Đạt đã đầy đủ giấy tờ rồi mọi người nha. Từ giấy tờ xe, bảo hiểm xe các thứ thì Đạt đi thử nghịch như cái kiểu này. Chứ anh em thì không nên nhé, Đạt không khuyến cáo em nên nghịch cái kiểu này. Rất là buồn cười luôn ý. Ôi giời ơi. Đấy. Ok. Mọi người nhìn nha. Sẽ có một cái tịch hay dành cho mọi người đây. Ok. Ready, go. Anh em, Đạt đang đi từ từ. Đang nhìn không? Quay lại không? Quay lại này. Đi từ từ. Anh em nhìn nhá, nhìn thế nào? Nhìn các chú đã lên đây này, đằng sau này. Thế rồi. Trên kia lại có hai chú nữa này. Ui. Và anh em nhìn này, nhìn thấy gương chưa? Ok. Ok. Có việc gì đâu chứ? À. Vâng. Chào đồng chí, chào đồng chí, chào hỏi em gì đồng chí đã bắt đòi hỏi giấy tờ. Vâng, chào cán bộ 212917. Ui gì em gì chứ giấy tờ không có đủ, đồng chí cứ yên tâm. Dạ. À em đi mua quần áo anh ạ. Vâng, chứ em có đi đâu đây. Đây, đây là xe. Bảo hiểm xe. Quá luôn bằng lái rồi đồng chí. Đầy đủ chưa đồng chí? Đủ 3 loại. Vâng, vâng. À vâng, vâng, cái này em chấp hành mà, có gì đâu. Dạ vâng, em chấp hành mà. Vâng, vâng, em cảm ơn hai đồng chí nha. Cái này thoải mái mà, kiểm tra mà. Đi đâu? À, thôi đi thẳng. Đấy anh em ơi. Úi dài ơi anh em thấy chưa.
Anh em nhìn thấy chưa? Sự lợi hại của Phan Quảng. Không biết là các đồng chí sẽ xử phạt đạt có lặng không? Chết rồi, nhưng mà giấy tờ rất tiếc là đặt đầy đủ. Nope. Ngoại ngòa. Đạt khuyến cáo tất cả anh em không nên học tập và làm theo Đạt nha mọi người. À vậy thực sự luôn là học tập và làm theo Đạt cái này nó. Ok anh em ơi, bố câu tay trái, đằng sau cô tô này, đây rồi, bắt mình rồi anh em ạ. Quả này bắt tôi rồi anh em ạ. Hay là chưa để ý vậy? À đây, đằng sau. Bắt mình rồi. Ok anh em ạ, tôi nghĩ là bắt tôi rồi, mọi người nhìn gương. Ở đây, đã trước mặt lại có tiếp này. Úi giời, chết, nhiều này. Trời lạ quá. Vàng rồi anh em ạ. Vang rồi anh em ạ. Này là vang rồi. Quá thật là. Ủa chết rồi. Vang hành trình cơ. Vâng, cho vang hành trình luôn chứ anh. Đéo vì giao thông phải đầy đủ. Đang quay à? Dạ không. Đéo. Vâng. À vâng. Để xả xe ạ. Anh này ra quân kiểm tra xả xe. À vâng. Thì em không nhớ lắm. Em làm đâu? Dạ. Làm đâu? Em ơi, em ở quê em lên mua quần áo. Vâng. Cái này lắp vào đây là quay để hành trình đi nhiều không? À, chịu thoải mái chứ. Quay để đi nhiều. Lắm. Alo, vừa nay em mới thằng người làm đi đi nhá. Vâng, giao quê chị Thám. Cảm ơn nhé. Cười. Lấy đâu bạn. Ngại quá. Đồng chí gọi mình này. Minh Trái. Tôi mong là sẽ có tín hiệu vui dành cho tôi. Trời ơi, lại bị toán. Sáng vẫn luôn. Ui, ngạc quá. Đấy, bị toán này chết. Anh hơn người khác là cái gì? Anh hơn mày được cái học đấy. Ờ, anh học em được cái gì anh hơn? Anh hơn mày được cái học đấy. Anh học mà anh phải đi ra đường, anh chạy này nóng bức như vậy mà anh bảo hơn á. Em ngồi trong bàn giấy cơ. Em ngồi bàn giấy cơ anh. Nha. Sở ơi, anh đừng quay thường em. Đừng bao giờ quay thường em hơn, học nhiều hơn em. Nha. Women boy young. Mấy đứa nhân đâu đâu bu thông là chính như. Women在這. A
A few moments later. Thì đấy, Đạt đã về rồi mọi người ạ. Thực sự mà luôn là khi mà mặc cái bộ quần áo cấp 2 đi ra ngoài thì bị các anh cảnh sát giao thông như vậy, thực sự mọi người luôn là rất là ngại luôn và rất là buồn cười. Nhưng mà qua cái lần cuối cùng mình bị hai đồng chí cán bộ dừng xe đấy mọi người, thì thực sự mà luôn là nếu mọi người mà xem đi xem lại và mọi người tập trung xem, mọi người sẽ cảm nhận được thế là thực sự luôn là các đồng chí đến nói giọng với Đạt rất là khó nghe. Ngay khi mà bước xuống xe, đồng chí đã nói một câu rất là xúc phạm, và tất cả những đồng và cả đồng chí lần thứ hai còn đã hơn, còn là đồng chí lần thứ ba là nó cực kỳ là xúc phạm với Đạt luôn, là nếu mà ai là người tinh ý thì cảm thấy rất là gọi là khó chịu trong người. Đấy là mọi người biết đây, là vừa khi mà người ta dừng xe, ok Đạt đã dừng, đồng chí đi chêm ngay cho Đạt câu: "Úi giời, mình đeo camera hành trình cơ đi, oai nhỉ?" Nope. Đấy mọi người, ông gọi là đồng chí nào cũng nói là oai nhỉ, camera hành trình cơ đấy. Thì Đạt chả biết là cái đồng chí đấy nói Đạt quay thường Đạt camera hành trình như thế nào. Thì thực sự mọi người luôn là cái camera hành trình đấy đến ô tô người ta còn phải lắp, nhà nước còn phải bắt lắp, huống chi là xe máy. Vì sao Đạt lại nói như vậy? Tại vì cái cam hành trình khi mà mọi người đi đường ấy nó rất là tốt. Nó tốt ở điểm nào? Đó chính là khi mà mọi người đi đường ấy, mà ví dụ mọi người có mà gặp tai nạn, cái trường hợp xấu nhất mọi người gặp tai nạn hay là một cái vụ tai nạn nào đó ở trước mặt, thì cái camera hành trình này nó sẽ là một cái bằng chứng, nó sẽ là một cái gọi là vật chứng rất là hữu dụng và rất là hữu ích để cho mà anh em có thể là cùng công an và cảnh sát để phân xử được theo gọi là xem gọi là ai đúng ai sai. Thì thật sự luôn là chả hiểu sao các khi mà đã xuống xe chả được cái câu gì, các đồng chí đấy nói là kiểu camera hành trình nghi nị mày oai nhỉ, đã trái hiểu người ta nói câu đấy đồng chí đi. Thực sự luôn là đồng chí làm cán bộ mà đồng chí nói được câu đấy thì thực sự luôn là chả hiểu là đồng chí đâu nghĩ gì. Xong rồi đồng chí thực sự nói luôn là cái lúc cuối cùng đồng chí đi rất là quay thường Đạt. Đạt khẳng định luôn, nếu mà như mọi người mà đặt vào trong hoàn cảnh của Đạt, chắc chắn Đạt cũng sẽ, mọi người cũng sẽ như Đạt quay thường lại. Tại vì sao? À, tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại thôi. Còn đấy mọi người như vậy, đồng chí đến nói xúc phạm Đạt như vậy thì thực sự luôn là Đạt cũng không có gì mà để gọi là nể nang được. Nhưng mà Đạt cái gì có ác, Đạt nói nó phải chuẩn, ok anh em, chứ Đạt không bao giờ Đạt láo quét được mọi người nha. Đấy, Đạt rất là chuẩn chỉ luôn. Thì thực sự mọi người luôn là anh đấy rất là quay thường Đạt. Thì Đạt cũng nói luôn với mọi người đấy là ở cái cuộc sống này đấy, mình không nên quay thường bất kỳ ai, kể cả mình có là cán bộ công chức, thì kể cả mình có là cán bộ công chức đi chăng nữa, cảnh sát giao thông đi chăng nữa, thì đấy cũng là cái tiền thuế của người dân nha mọi người. Tiền thuế của người dân, tiền lương của đồng chí, các đồng chí đấy là cũng đều là tiền thuế của người dân cả mà thôi. Vậy mà đồng chí đấy lại nói những cái câu thực sự mọi người luôn là Đạt rất là khó nghe. Nếu mà là Đạt, nếu mọi người mà là Đạt thì chắc chắn là Đạt nghĩ là mọi người cũng như Đạt mà thôi. À, tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại, mình cứ chuẩn là mình làm, mình không láo toét, mình là người có học, ok mọi người. Còn thực sự mọi người luôn là cái video này thì thực sự luôn là Đạt không khuyến cáo tất cả anh em làm theo nha, không học theo Đạt. Tại vì đây là một cái những cái thứ mà Đạt đã có đầy đủ giấy tờ rồi và có những đầy đủ gọi là một đủ sự hiểu biết pháp luật rồi thì Đạt mới làm như vậy thôi. Còn là bây giờ thì kết thúc video tại đây anh em. Mà nếu mà có thấy video của Đạt hay hay không ấy, cũng cho Đạt xin một lần like, đăng ký, subscribe, chia sẻ anh em nhá, ủng hộ và sẻ luôn. Còn bây giờ thì chào mọi người rồi.